Dạ, con xin chào quý ông bà cô chú đã quay trở lại với kênh Máy Ấm Cô Mai Chó Mèo Phương Cá. Đây, quý ông bà cô chú, mấy bé đó mà. Rất ngon rồi đó. Hai bé kia là mới về đó. Mấy bé ốc tiêu này bữa về chuột nè, ngu lại của mấy ông kia. Làm vết nhăn hết rồi đó. Mấy nhà mấy nhà đây con. Bé lộn á, nó lộn, bé lộn nó tư tới năm bé ba, nó lộn rồi, ra, ua sao ngu, đó mấy bé nó đang học thuộc lắm rồi, nó đang lồng lại rồi đó, quậy năng. Đó, hùng hai cái to bằng hai cái lưới. Đó, một cái lưới cho nó thấy người. Tại vì không thấy. Ngốc cùng làm cái máy. Này cái lưới nhà này rồi. Lưới là thấy nha, chứ nó lưới rất nha. Nó mấy bé này là bữa người ta làm tới chỗ nó bán cho luôn à. Hai bé kia là ở bên phòng hụt mình tránh vợ.
À, không biết quý anh chị cô chú có nhớ bé này không? Bé mua đồ mà bị lang thang ở bên đường sông Hành ở gần nhà máy nước Tân Hiệp á. Rồi Phương nhận buổi tối á. Nay chị chủ vừa gạo chỗ Phương mua gạo á. Chỉ cái phần của Phương chị có nhà ý là chị muốn xin bé mua đồ này về chỉ chăm sóc. Đó. Thì Phương thấy nhà chị cũng có điều kiện rồi này nọ đó, mà chỉ nuôi trong nhà nữa. Nên có mình bé này thì ok. Phương nói là được ok chị, nay em đem qua cho chị. Đây là bé bu đồ nè. Nó hiền lắm mọi người. Đó, khung cảnh nên thơ buổi chiều ở máy ấm của Phương này đó, mọi người thấy không? Đẹp không? À, ơi, cảnh quá đẹp luôn, bên kia là bờ sông nè. Quý anh chị thấy không? Cảnh này dễ gì kiếm được. Đó, nó yên bình không? Này mà đồng lúa cái nữa là ngon luôn ha. Đồng lúa mà tới mùa ha. Trời ơi, gầy nó phai rồi. Ngấp chờ luôn. Đó, gì thấy không? Cảnh đồng quê nó yên bình không? À, hiện tại là chị đi công việc rồi nên Phương giao bé nó lại cho con gái của chị. Rồi đó đi chơi sướng nha con. À, ở trong kia nó ồn quá. Phương chạy ra đây Phương nói chuyện mọi người. À, thì lâu lâu rồi Phương quay mấy bé ở mấy ấm của Phương cho mọi người xem. Phương quay sơ sơ à, tại vì giờ này là giờ chuẩn bị mấy đứa nó ăn chiều quá nên là nó hơi ồn xíu đó. Là Phương tranh thủ chờ còn sáng Phương quay cho mọi người coi chứ để tối quay gánh đèn nó cũng không có được đẹp đó. Quý anh chị thấy không, khung cảnh đây không, nó yên bình không đó, rất là bình dị luôn đó. Thì Phương cũng cảm ơn quý anh chị cô chú trong thời gian qua đã giúp đỡ cho mấy ấm của Phương đó. Và cũng có một số anh chị là nói Phương không có ngủ ở đây đó, thì không ngủ đây Phương ngủ đâu, không lẽ Phương vào bụi tre Phương ngủ đó, hoặc là Phương ngủ cái chòi bên kia đó, chỗ mấy ấm của Phương mà Phương không ở đây, Phương ở đâu đó. Nó bên kia là người ta làm cái hồ câu cá đó mọi người. À, mai mốt là Phương dẹp bớt mấy nhánh nữa, mùa mưa tới rồi. Ngày sáng ngày nãy nó mưa nhưng mà nó mưa chút xíu à, mưa chút xíu hầm bà cố luôn, hầm nóng á. Thôi Phương xin kết thúc video ở đây nha. Để Phương vô Phương cho mấy bé nó ăn cơm. Phương tối đó. Rồi hẹn mình ngủ video lần sau. Xin chào mọi người.